Xin chào quý vị và các bạn. Phong tự tin với đoạn clip ghi được toàn bộ quá trình phạm tội của chàng giám đốc giàu có. Đây sẽ là tấm vé đổi đời của hắn. Chỉ cần uy hiếp Thanh kiếm số tiền lớn, hắn sẽ cao chạy xa bay, làm lại cuộc đời ở một vùng đất mới. Thế nhưng, Thanh lại không muốn móc hầu bao, còn đổi giọng thách thức ngược trở lại, khiến Phong tức phát điên. Vừa hay Phong vô tình phát hiện mối quan hệ của Trung và Thanh. Trung chính là anh trai của Nhi, nạn nhân trong vụ tai nạn năm đó, lại đang là sếp trực tiếp của Trung. Phong thầm cảm ơn ông trời, chẳng phải Trung sẽ là con mồi béo bở hơn cho hắn hay sao? Nhưng để chắc ăn, trước khi giao dịch với Trung, Phong tìm cách dò la phản ứng của Trung, xem chàng chủ tịch có sẵn sàng chịu trì với thông tin quý hơn vàng này hay không. Liệu rồi, khi nhận được bức thư nặc danh của Phong, Trung sẽ phản ứng ra sao? Liệu rồi, đây có phải là manh mối để Trung tìm ra hung thủ thực sự gây ra cái chết cho em gái, cho bi kịch gia đình anh, để anh đòi nợ đúng người, đúng tội, là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Bỗng một ngày đẹp trời, trong phòng chủ tịch nhận được một món quà được gói ghém kỹ lưỡng. Sau khi Trung rời khỏi phòng họp, thấy món quà đặt trang trọng trên bàn, anh có chút tò mò, không biết cái gì ở bên trong. Trung không do dự mở ra, thì đập ngay vào mắt anh là dòng chữ sự thật vụ tai nạn. Trung giật mình, nhìn vào dòng chữ nguệch ngoạc được biết bằng máu, khiến anh không khỏi suy nghĩ, đâu là chủ nhân? Cái tên đầu tiên anh nghĩ tới, lẽ nào là Hằng? Vì cô quá mệt mỏi với những trò ném đá giấu tay, khiến cô sống dở chết dở. Chính anh là người cản trở việc hoàn lương của cô. Chính anh cố tình rêu rao cho bản dân thiên hạ. Cô là kẻ sát nhân, khiến người đời nhìn cô bằng ánh mắt khinh rẻ, xa lánh. Chính anh phá hoại công ăn việc làm của cô. Cũng chính anh tìm mọi cách chia rẽ tình cảm của Hằng và Thanh. Chẳng lẽ cô không chịu được áp lực nên giở trò này hòng đánh lạc hướng của Trung? Nhưng khi anh bình tâm suy nghĩ lại, thì cô nhanh chóng bị loại khỏi danh sách tình nghi. Bởi thời gian qua tiếp xúc với cô là người khẳng khái, dám làm, dám chịu. Cô chưa bao giờ lẩn tránh tội lỗi cô từng gây ra. Nhiều lần anh gây khó dễ với cô, nhưng cô chẳng oán trách anh nấy lửa lời. Cô cũng đang tận tình chăm sóc mẹ anh bằng cả tấm lòng, để chuộc lại phần nào sự day dứt, dằn vặt trong cô. Nếu không phải là Hằng, lẽ nào là Thiện? Bạn thân cũng là trợ lý của Trung. Dù Thiện là cánh tay phải đắc lực của Trung, nhưng Thiện suốt ngày cảm giam, khuyên can Trung nên khép lại quá khứ, buông tha cho Hằng. Đúng lúc ấy, Thiện bước vào. Trung ném ngay hộp quà vào mặt Thiện. Là của mày phải không? Thiện thấy những dòng chữ đó, anh nhảy dựng lên. Mày bị điên à? Tao đâu có rảnh như vậy. Trung nghiêm giọng, nếu mày nói dối tao nửa lời thì đừng có trách tao ác. Thiện xuống giọng, tao xin mày đấy Trung ạ. Nếu tao mà biết được chuyện gì thì tao nói với mày, việc gì phải giúp mày chơi trò mèo vờn chuột với cô Hằng. Lời Thiện nói không sai, chẳng phải Thiện rất có cảm tình với Hằng, cũng như rất muốn Trung bỏ qua cái chết của Nhi. Nếu Thiện có manh mối nào thì đã tiết lộ cho anh từ lâu. Nếu không phải Hằng, không phải Thiện thì là ai? Và người gửi món quà đó chính là Phong, người đang có trong tay đoạn clip nóng bỏng tay ghi lại toàn bộ diễn biến của vụ án. Không phải Hằng, mà chính Thành mới là kẻ sát nhân gây tai nạn cho Nhi, rồi gian cảnh đổ tội lên đầu Hằng. Thì ra, Phong tống tiền Thanh, nhưng chàng giám đốc 5 lần 7 lượt kéo dài thời gian, còn không chịu nôn hết số tiền mà Phong yêu cầu, khiến Phong tức phát điên. Vừa hay trong quá trình theo dõi Thành, Phong còn biết được có người vẫn thường xuyên đứng từ xa âm thầm quan sát mọi nhất cử nhất động của gia đình Thanh. Lần theo chiếc xe hơi sang trọng đó, Phong tìm tới tận căn biệt thự hoành tráng của gia đình Trung. Chẳng khó để Phong biết được, Trung chính là anh trai của Nhi, còn đang là chủ tịch của tập đoàn Hùng Mạnh, cũng là nơi Thành đang đầu quân. Đã vậy, khi thấy Hằng thường xuyên lui tới chăm sóc cho người mẹ tàn tật của Trung, Phong đủ thông minh để sâu chuỗi mọi chuyện. Hắn phá lên cười đắc ý. Đúng là kịch hay. Rồi biết được Trung hận Hằng thấu xương tủy. Trung muốn đòi lại công bằng cho em gái, cho mẹ. Phong tự nhủ, đây chẳng phải là con mồi béo bở của hắn hay sao? Hắn sẽ đưa ra mức giá, xem Thanh và Trung ai trả giá cao hơn, thì người sẽ bán thông tin cho người đó. Giờ Phong mới là người làm chủ cuộc chơi. Ít ngày sau, Trung lại tiếp tục nhận được một bức thư nặc danh. Cùng với nét chữ đó, tôi đang có toàn bộ diễn biến về vụ tai nạn của em gái anh. Trung như ngồi trên đống lửa. Thật ra, anh không chỉ thương Nhi,
xem Nhi là báu vật của mình. Mà khi em gái gặp nạn, anh đang ở nước ngoài, khi trở về thì Nhi đã mổ yên mà đẹp. Anh không thể nhìn mặt cô lần cuối, nên anh vẫn luôn cảm thấy day dứt, có lỗi với Nhi. Giờ đây, anh muốn tìm hiểu chân tướng sự việc, và nhất là thời gian qua khi tiếp xúc với Hằng. Chẳng hiểu sao, từ ác cảm, anh dần có cái nhìn thân thiện hơn về cô. Anh có chút hy vọng, Hằng không liên quan gì tới cái chết của Nhi. Nhưng anh ngoài sáng, còn kẻ kia trong bóng tối rốt cuộc người đó là ai? Rốt cuộc hắn đang có gì trong tay? Đang suy nghĩ, thì bất ngờ Thành bước vào. Thấy vẻ mặt bần thần của chủ tịch, anh tươi cười. Xin lỗi sếp, tôi gọi cửa nãy giờ không thấy sếp phản ứng, nên tôi mạo muội bước vào. Xin sếp duyệt kế hoạch cho dự án sắp tới. Trung nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh của chàng tổng tài. Anh nhanh chóng cất bức thư đang cầm trên tay vào ngăn kéo. Có điều, Thành đã nhìn thấy lá thư đó. Dù không biết nội dung trong đó là gì, nhưng nhìn nét chữ anh thấy rất quen. Rồi anh nhớ ngay tới món quà từng được gửi tới nhà. Thành hoảng sợ. Lẽ nào Tay Phong kia đã tìm ra được mối quan hệ của Trung và Nhi? Nhưng nhìn phản ứng của Trung, có lẽ Trung vẫn chưa biết Thành mới là hung thủ. Nếu vậy thì Thành cần phải đánh nhanh rút gọn, sớm kết thúc trận chiến này. Trận chiến giờ trở nên căng thẳng, kịch tính hơn bao giờ hết. Cả Trung và Thành đều muốn có được đoạn băng đó. Nếu sự thật được phơi bày, thì chắc chắn Thành sẽ phải trả giá cho tội ác của mình. Không phải là bản án 3 năm như Hằng, mà với tội giết người, còn đổ lỗi lên người khác. Cùng với tiền tài, địa vị, cùng các mối quan hệ của Trung, Trung sẽ khiến Thành cả phần đời còn lại không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời. Thế nhưng, Thành có dễ dàng đối phó như vậy? Và hơn hết, Phong là tên cáo già, lươn lẹo. Hắn chẳng quan tâm tới việc làm sáng tỏ sự thật, mà chỉ quan tâm ai có thể trả giá cao hơn. Giờ hắn không đòi Thành 2 tỷ, mà đã được nâng lên con số 5. Hắn tự tin rằng Thành sẽ phải nôn ra số tiền đó. Không những thế, hắn sẽ còn thường xuyên tìm tới quấy rối Thành. Liệu rồi, từng giết chết một người, từng nhẫn tâm đẩy người con gái từng hy sinh cả đời cho Thành vào xuống đáy bùn nhơ, thì anh có để yên cho Phong dắt mũi hay không? Chỉ sợ rằng Thành sẽ không ngần ngại. Nhúng chàm thêm một lần nữa, trừ khử Phong để mọi bí mật ngủ yên. Một khi Phong chết, Thành có thể kê cao gối ngủ. Thành cũng sẽ tự tin dứt tình với Hằng, để tới với Mỹ, cô gái tài sắc vẹn toàn, si mê anh, lại là bệ phóng hoàn hảo trên con đường tiến thân của Thành. Chỉ mong rằng những bức thư nặc danh đó, cùng với lòng hận thù, sẽ giúp Trung tìm ra Phong trước khi gặp nạn. Hắn gặp nạn trong tay Thành. Cuộc chiến đấu căng thẳng, nghẹt thở giữa Trung và Thành sẽ có cái kết quả ra sao? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Đừng quên bấm đăng ký kênh và biệt tự chuông bên cạnh để theo dõi và cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.